Thưa sư, như thế nào là phạm tội chia rẽ tăng đoàn? Đầu tiên, cái tội chia rẽ tăng đoàn á, là phải là một vị tỳ kheo mới có thể phạm được. Người không phải tỳ kheo là không phạm được nha. Mình rất là hay phát ngôn vô tội vạ, tức là mạnh ai mình cũng quăng cho họ cái tội chia rẽ tăng đoàn. Trong luật á, ghi rõ, người chia rẽ tăng đoàn chỉ có thể là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni cũng không được. Chứ đừng nói chi là sa di, cận sự nam, cận sự nữ, không có được. Không bất kỳ một cái chúng sanh nào mà chia làm được cái tội này, chỉ có tỳ kheo tăng thì mới chia rẽ được tăng đoàn. Cái thứ hai là chia rẽ tăng đoàn ở đây á, là tách ra một nhóm, ví dụ như một nhóm ít nhất là 8 người, mà tách ra mỗi nhóm là 4 người, từ đó hai nhóm này làm tăng sự riêng, không có lập tăng sự chung, thì đó mới được tính. Nhưng mà còn chưa phạm đâu, thì nó cái đó còn chưa phạm tội chia rẽ tăng đoàn đâu, mà khi đó đó chưa tăng phải làm tăng sự để lôi vị này lại. Mà ở trong tạng luật mô tả là phải nắm, nếu cần thiết phải nắm tay nắm chân, gọi là dùng sức mạnh để cưỡng chế lôi vị này vào ở trong cái tăng sự để mà khuyên, khuyên 3 lần mà vị này vẫn không thay đổi, thì khi đó mới tụng tuyên ngôn là vị này lúc bấy giờ mới phạm cái tội chia rẽ tăng đoàn. Chứ không có phải cái kiểu như mình mà mình phát ngôn vô tội vạ thì không đúng như vậy ha. Cái này chắc có lẽ không có vấn đề gì để thêm, chắc qua câu khác.